Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam mong muốn phát triển sản xuất chip, nhưng liệu có đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư? AFP Tiếng Việt ngày 7 tháng 11 loan tin hãng Intel bỏ kế hoạch mở rộng đầu tư ở Việt Nam. phải dẫn một nguồn tin quốc tế cho hay hãng sản xuất chip hàng đầu của Mỹ là Intel quyết định ngừng kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam, một quyết định quan trọng gây ảnh hưởng đến tham vọng trở thành trung tâm sản xuất chip ở khu vực của Việt Nam. Quyết định này được đưa ra vào tháng 7 năm 2023. AFI cho biết thông tin này được đưa ra vào khi Việt Nam đang có tham vọng là quốc gia thay thế cho Trung Quốc và Đài Loan trong việc sản xuất chip cho thế giới khi có những căng thẳng trong quan hệ Mỹ Trung. Hình ảnh bản tin về việc Intel hủy kế hoạch mở rộng. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam hồi tháng 9 vừa qua, Giới chức Mỹ đã thông báo cho một nhóm các doanh nghiệp Mỹ về quyết định của Intel. Nguồn tin quốc tế được AFA dẫn lại cho biết Intel không nêu lý do ngừng kế hoạch mở rộng hoạt động ở Việt Nam, nhưng một nguồn tin thứ hai giữ các cuộc gặp gần đây giữa các công ty Mỹ và giới chức chính phủ Việt Nam, cụ thể là Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết Intel đã bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu điện và tệ nạn quan liêu nặng nề ở Việt Nam. Theo AFA, hiện Intel chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này nhưng khẳng định với hãng tin quốc tế rằng Việt Nam sẽ tiếp tục là một phần quan trọng trong hoạt động sản xuất toàn cầu của hãng vào khi nhu cầu chất bán dẫn đang tăng. AFA cho biết thêm, trong chuyến thăm Hà Nội vào tháng 9 vừa qua của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Nhà Trắng đã cho biết về những kế hoạch đầu tư của các công ty sản xuất chip vào Việt Nam như Amcor, Synosys và Marvel. Tuy nhiên, Intel không có tên trong danh sách này, dù trước đó vào tháng 2 vừa qua. Intel có kế hoạch đầu tư khoảng 1 tỷ đô la vào Việt Nam, hình ảnh bản tin về việc Việt Nam mong muốn xây nhà máy bán dẫn. Cổng thông tin của chính phủ Việt Nam hồi đầu tháng 2 đưa thông tin cho biết, thành phố Hồ Chí Minh đang thu hút một khoản đầu tư khổng lồ trị giá 3,3 tỷ đô la từ Intel trong năm 2023. Tuy nhiên, thông tin này sau đó đã được rút lại không rõ lý do. Hiện Intel có một nhà máy thử và đóng gói chip ở thành phố Hồ Chí Minh nơi hãng đầu tư khoảng 1,5 tỷ đô la. Bên cạnh đó, một bản tin khác của AFA vào ngày 31 tháng 10 cho hay Việt Nam mong xây nhà máy chất bán dẫn đầu tiên giữa cảnh báo chi phí cao. Theo đó, một nguồn tin quốc tế cho biết Việt Nam đang đàm phán với các công ty sản xuất chip với mong muốn thu hút thêm đầu tư nước ngoài và có thể xây dựng nhà máy sản xuất chip đầu tiên tại Việt Nam, bất chấp cảnh báo từ phía chuyên gia Hoa Kỳ trong ngành này. Việt Nam đang thiết lập chiến lược thu hút đầu tư trong ngành bán dẫn, tập trung vào sản xuất chip. Chính phủ Hà Nội bày tỏ mong muốn nhà máy sản xuất chip đầu tiên của Việt Nam sẽ ra đời vào cuối thập niên này và các công ty trong ngành này sẽ được hưởng những ưu đãi cao nhất hiện nay đang có tại Việt Nam. Hình ảnh tin về nhà máy của Amkor trên Etime Dân Việt. Trong khi đó, báo Dân Việt cho biết Tập đoàn Amcor của Mỹ đang xây một nhà máy lớn hiện đại để lắp ráp và thử nghiệm chất bán dẫn ở khu công nghiệp Yên Phong 2C, tỉnh Bắc Ninh, gần Hà Nội. Hiện tại, nhà máy đang được triển khai xây dựng đúng tiến độ, dự kiến đến cuối tháng 10 năm 2023 sẽ đưa vào sản xuất thử. Được biết, Amcor có trụ sở tại Mỹ là nhà tiên phong trong lĩnh vực gia công kiểm tra đóng gói vi mạch điện tử tại Hàn Quốc. Công ty có hàng chục các nhà máy đặt tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Bồ Đào Nha với tổng diện tích mặt bằng lên tới hơn 1 triệu mét vuông. Dự án tại Việt Nam của Amcor có tổng vốn đầu tư đến năm 2035 là 1,6 tỷ USD với diện tích khoảng 23 hecta, trong đó giai đoạn đầu của dự án đầu tư khoảng 520 triệu USD và sẽ giải ngân trong vòng 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Việt Nam mong muốn phát triển sản xuất chip nhưng liệu có đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư. Đấu tố thành bưởi trở lại cách hành xử mang rợ thời cải cách ruộng đất. Ngày 6 tháng 11 báo Tiến Dân có bài Thành bưởi và đấu tố kiểu cải cách ruộng đất của nhà báo Nguyễn Thông. Theo tác giả, điều cần khẳng định ngay từ đầu, Thành Bưởi là công ty tư nhân, một doanh nghiệp hàng đầu về giao thông, nhất là vận chuyển hành khách ở miền Nam trong vòng hơn 20 năm trở lại đây. Nói không quá, Thành Bưởi là đại gia vận chuyển. Nhiều công ty nhà nước về quy mô, hoạt động, sự phục vụ hành khách, việc đáp ứng nhu cầu của cuộc sống phải sách dép cho họ. Tác giả cho biết, hồi những thập niên 10 thế kỷ 21 này, khi phương trang thuận thảo cút tụng, cút tư còn khiêm tốn thậm chí chưa là gì thì cái tên thành bưởi đã nổi như cồn những người thường xuyên đi lại trên tuyến sài gòn đà lạt chắc hẳn có nhiều kỷ niệm khó quên với thành bưởi bởi nếu không có nó thì những nhà xe lạc vặt cả công lẫn tư sẽ hành mình không biết đến bao giờ hình ảnh bài trên báo tiếng dân tác giả nhận xét khá nhiều tờ báo in có tòa soạn tại sài gòn muốn phát hành sớm tới tay bạn đọc kịp giờ ăn sáng uống cà phê ở các tỉnh đông nam bộ và tây nguyên đã được thành bưởi hợp đồng giúp đỡ nhiệt tình vận chuyển chỉ có điều sau khi báo đã đủ lông đủ cánh in tại chỗ không cần lụy thành bưởi nữa không xin được quảng cáo nữa lúc bạn bưởi bị nạn thì quay ngoắt bởi lòng tìm vết đánh thành bưởi tới tấp chẳng hạn thống kê trong một tháng có bao nhiêu vụ chạy quá tốc độ Tác giả dẫn cuộc họp báo chính phủ thường kỳ ngày 4 tháng 11. Tại đó, ông Sô so, phát ngôn Bộ Công an và ông Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Bộ Tài chính. Người nói thành bưởi có dấu hiệu trốn thuế. Người thì hé lộ đã có nhiều tố giác tội phạm liên quan tới thành bưởi, vân vân. Quyền trong tay nhà chức trách nói gì làm gì chả được, chỉ cần đúng pháp luật. Tác giả cho rằng thành bưởi là một doanh nghiệp hoạt động theo pháp luật và nhu cầu của cuộc sống phục vụ người dân theo thỏa thuận về dịch vụ giá cả. Nếu làm không tốt thì khách sẽ tẩy chay. Nếu vi phạm pháp luật thì cứ chiếu theo pháp luật mà trừng trị những vụ việc con người cụ thể. Không nên vơ đũa cả nắm, xử theo kiểu tước giấy phép, bắt ngưng hoạt động, đóng cửa một doanh nghiệp, dù là một ngày hay một tháng, nói chi đến ba tháng. Hình ảnh trụ sở thành bưởi bị công an khám xét. Tác giả bình luận các nhà chức việc, quan quyền, phát ngôn. Các cơ quan báo chí ăn theo không phải không biết đằng sau những cái gọi là vi phạm ấy có cả nghìn người lao động chân chính sống nhờ vào công việc làm ăn ổn định ở thành Bưởi, rất nhiều gia đình trồng chợ vào nguồn thu nhập từ thành Bưởi và không thể tính đếm được những người dân có nhu cầu đi lại trên những tuyến đường mà thành Bưởi đã hoạt động chuyên chở lâu nay. Tước giấy phép hoạt động của thành Bưởi 3 tháng, đâu chỉ liên quan tới cái tên thành Bưởi. Thành bưởi nếu vi phạm pháp luật thì cũng như nhiều doanh nghiệp sai phạm khác như FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Tân Hiệp Phát. Đương sự nào phạm tội cứ chiếu theo luật mà xử lý. Bắt giam Trịnh Văn Quyết không có nghĩa là phải đóng cửa FLC, Bamboo, truy diệt tới cùng doanh nghiệp, đẩy hàng nghìn hàng vạn lao động ra được. Máy bay của Bamboo vẫn được bay, tại sao buộc mấy trăm chiếc xe khách hiện đại của Thành Bưởi trùm mền 3 tháng trong khi người dân đi lại còn khó khăn vất vả. Tác giả nhận định chấn chỉnh thành bưởi là việc cần thiết để không còn xảy ra những vụ tai nạn giao thông, những gian dối vi phạm như vừa rồi. Và không chỉ hãng xe này, tất cả các hãng xe khác cũng cần bị soi. Ai dám cầm đoàn các hãng xe khác không vi phạm, có khi chỉ là chưa lộ ra mà thôi. Tác giả so sánh việc đấu tố thời cải cách ruộng đất thập niên 1950 với phát ngôn của ông Xô, so, ông Chi về thành bưởi, nó nà ná nhau. Vì có quyền thì có luật, nói gì làm gì cũng được, bắt người khác phải theo, không ai dám chê là sai. Tác giả cảm thán đã hơn nửa thế kỷ rồi, các vị nay đừng dẫm vào vết đấu tố gây bao nhiêu hệ lụy, bắt dân phải gánh chịu như thời mang rợ nữa quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo d với bản tin đấu tố thành bưởi trở lại cách hành xử mang rợ thời cải cách ruộng đất quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d